Hello, chào bạn về kênh của mình. Nay mình không có làm tiếp cái hồ bạc nữa các bạn, nhưng mà mình đi giao cá Nhật rất là đẹp nha. Nên mình quay mình chia sẻ với mọi người. Với sẵn mình đi giao một ít hàng cho một anh ở bên lục địa. Đây, hai thú rận các bạn, thú sự rận và hai cái máy oxy tích điện. Số 40.000. Bây giờ mình đi giao hai cái máy này rồi mình sẵn mình quay cá rồi giao cá Nhật rất là đẹp nha. Rồi mình quay mình chia sẻ với mọi người khi tới nhà của cái chú đó. Dạ. Em lấy cho mượn con dao em tháo cái. Rồi cá tới rồi mọi người. Nước hơi vàng rồi mọi người. Cái này là cho chắc là cho ăn cám nhiều quá hay sao. Cái này cá này mình thấy không biết là cá Nhật hay cái gì mà cái đợt này là lô này là cá Nhật nha các bạn. Lô này tới mười mấy triệu lận. Đây là thuốc tím để mình thả vô mình tắm tím nè. Thank you.
Rồi về nhà rồi mọi người, trưa nắng thả mấy em cá xong rồi chạy về nhà lập đập để ăn cơm các bạn. Về nhà 1 giờ mấy trưa. Rồi mọi người hôm nay có muốn thả cá thì cứ làm giống mình nha, mua cá mới về xong rồi các bạn tắm tím xong rồi các bạn thả cá từ từ vào. Rồi hôm nay mình chỉ chia sẻ với các bạn đi thả mấy em cá nhật cho hồ manh đó thôi, cái hồ bơi nha. Rồi mọi người muốn cải tạo hồ làm lọc hay làm mua cá nhật cá việt gì đó cứ inbox Zalo 0979 938 298 cho mình nha. Rồi chào mừng các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.